Khác với nhiều quốc gia theo đạo Hồi khác tại vùng Trung Đông, Jordan là quốc gia khá cởi mở và tôn trọng phụ nữ. Không chỉ kêu gọi tự do cho người phụ nữ, Jordan còn tiên phong trong các dịch vụ đời sống dành cho phái yếu mà quán cà phê chỉ mở để tiếp nữ giới là một ví dụ. Nhiều phụ nữ Jordan thường phàn nàn. Họ khó lòng tìm được một nơi yên tĩnh và thoải mái để nhâm nhi cốc cà phê hay ăn uống cùng bạn bè. Các hàng quán ở đây luôn luôn chật cứng người và có rất ít chỗ ưu tiên cho phụ nữ. Để đáp ứng nhu cầu này của phái yếu, một tiệm cà phê ở thủ đô Amman đã ra đời. Quán cà phê có tên là Kaukaf Anzura hay Thần Vệ Nữ. Ý tưởng của chúng tôi xuất phát từ sự thấu hiểu và thông cảm đối với phụ nữ phương Đông, những người thích được ở trong một không gian riêng tư. Điều này tạo nên sự đặc biệt trong tiệm cà phê của chúng tôi và khiến nó trở thành quán cà phê đầu tiên ở Jordan quan tâm tới đối tượng khách này. Đặc biệt, quán cà phê chỉ thuê toàn nhân viên nữ. Chắc chắn một điều là chúng tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn khi ngồi trong một quán cà phê được xây dựng chỉ để phục vụ nữ giới chúng tôi. Theo khảo sát của Reuters tiến hành năm 2013, Jordan vốn là quốc gia đi đầu trong cuộc khảo sát tôn trọng các quyền của phụ nữ trong thế giới Ả Rập.